Hôm nay là ngày 14. Hai vợ chồng 1 giờ trưa mới đi ra ngoài đường. Bây giờ đi ăn bánh cuốn ban mê. Xem là bánh cuốn ban mê nó như thế nào nhá. Bánh ướt ban mê Giang Vương. Ở đâu rồi? Ở đâu rồi? Ở đây nhá. Cái này mình kêu kiểu gì đấy em? Ăn đầy đủ hay sao? Hả? Ăn đầy đủ hay sao? Ăn đầy đủ hay sao? Đầy đủ nhưng mà anh không ăn thịt nướng được không? Em ăn thịt nướng không? Ok, em ăn thịt nướng. Ok, đầy đủ đúng không? Không, không ăn gì. Hả? Không, không ăn gì. Được, không ăn hết được. Ăn được, cái này ăn hết được. Không, cái này là bánh ướt ban mê nha, là có thịt nướng này, nem này, chả cốm này, nem chua này, xoài này, dưa này, nấm chấm này. Bây giờ là hình cho tất cả một cuốn đúng không? Để cho tất cả một cuốn nha. Có nhiều là nấm, chấm mắm gì cũng được. Cái này kêu gì, nấm tôm. Nấm ruốc. Này, xem vợ tôi assemble nha. Go. Chả cốm trước. Cái này nó như cái bánh cuốn vậy. Dưa leo. Dưa. Có rau thơm không? Rau thơm này. Rau quế nhá. Nem nướng. Cái này nó có mấy là nước chấm, không biết nó chấm gì. Cái này nước chấm gì không? Cái này nước mắm rồi. Cái này là như kiểu mắm ruốc. Cái này là mắm bình thường này. Nhiều dưa thế, tí em dưa à? Đấy, cuốn vào.
chấm mắm khác thì chấm mắm thử này nè. Mắm gì? Try this one. Rất như kiểu mắm ruốc ấy. Ăn được mà đúng không? Giờ 1 giờ rồi bà. Bây giờ mình ăn là giữa rồi. Mình là bữa đầu tiên. Bây giờ đến mình nha. Mới đầu là cho dưa. Đấy, giải ra. And then xoài. Giải ra. Này POV nha. Nem chua. Nem nướng. Chả cốm. Rau quế. Gì nữa nhỉ? Hết rồi đúng không? Ồ, dưa leo. Rồi. Ok, cuốn nha. Ăn thử cái nước ngon. Xem nó ngon. Rất nhiều tỏi. Không tệ đâu. Tại vì quế rất nhiều tỏi. Được. Thử mắm mắm ngọt, mắm chua ngọt nhé. Cũng được. Ôi, cái này đã mặn. I love it. Được cả nhà landmark ở đây nhé. Wow, cao chưa? Sáng quắc kìa. Bây giờ hai vợ chồng mình đi ra ăn tiệm Di Mai. Ủa, hôm nay thì mát mẻ ha. Hôm nay thời tiết rất là mát mẻ. Có phải? Anh em mình đi xuống cái dưới kia là tới rồi. I think we're pretty much here. I think this should be in here. Yeah. Anh nghĩ là nó ở dưới đấy. Yeah, no.
We go inside. Basement. Mình chưa được xuống basement nha. Thử đi. Trên lầu à? Đây là trên lầu rồi. Oh yes, dì Mai trên này. Lần đầu tiên mình đến mình nhìn thấy mà. Đúng không? Đại khái vậy chứ. Đầu tiên mình đến mình nhìn thấy mà. Nó ở góc này nè. Nó kế bên cái phía đông. Đúng rồi. Lúc mình đến là nó mới finish cái bảng hiệu của nó xong. Mình xem cái different lighting situations. Xem là nó cái máy này nó capture có đẹp bằng GoPro không. Nhưng mà anh nghĩ là anh thích cái này hơn là GoPro. Tại vì ecosystem của nó rất là good. Anh download cái file thẳng rồi anh gửi rồi transfer qua cái thẻ kia lâu lắm. Welcome to Dì Mai. Dì Mai có gì đâu, có mì quảng này. Có cơm liêu kìa. Có cơm liêu kìa. Welcome to Dì Mai Vietnamese Kitchen and Bar. Ngồi đâu? Ngồi đấy hả? That's good. Yeah, that's fine. Wow, tiệm đẹp ha. Chưa? Cái này là gì, gà hay là gì? Hình như nó hỗn hợp. Cái này là khoai quẹt. Ăn thử khoai quẹt đi bạn. Trình bày rất là fancy. Đây rất là fancy tàu trộn. Chưa quẹo lắm đúng không? Cái món này mà để ở nhà làm chắc cũng 10 dòng người sống hay luộc ấy. Đến lượt mình nhé. Xem là cái quả mà hay ăn khô quẹt rồi, khó quẹt rồi. Nó quẹt như thế này. Nó quẹo lắm luôn. Cái sauce này phải quẹo một tí mới ngon. Nó rất thích tiêu xanh vậy. Thật nó đã nha. Cảm nó đã lắm nha. Nhưng mà trên này chú giữ không được lâu. Chỉ được freeze it. Bắt ta xem, tiêu cắn đã lắm. Ăn, ăn tiệm của dì Mai. Đây là cơm. Đây là phần cơm cà ri tôm của mình. Ăn thử không ạ? Thì nó cũng thế. Đậm màu hơn tí. Ăn được. Mình ăn thử cơm cà ri nhé. Cơm rang cà ri. Thơm. Xong cô ấy
tạo khô hết. Tạo khô. Ừ. Nó tạo khô ngon. Nó có gì mà toàn toàn. Nó có cái gì thăm trì ở trong trong. Ừ, thăm trì phát trì, ăn được không? Ăn được. Not too bad. Cũng được. Nói chung là được. Gì my fancy bottles of water. So fancy. Chơi mà đến mát kìa, kinh khủng chưa. Wow, tất cả mọi người ra đây ngồi này. Đẹp đấy chứ hả? Very nice here. Như thế này. Đêm tối tối đèn còn nhảy nhảy nữa chứ. Tất cả ra đây ngồi. Còn kết trên này này. Người ta lên trên người ta nhìn xuống này. Bây giờ mình lên trên này nha. Có không? Ở đây có đèn không? Đèn quá trời. Ờ đúng rồi, đây này. Lên đi, lên đi, lên đi. It's a lot of steps. Thôi, stop quay nha. Vừa đi vừa quay cái này là cắm đầu đất ấy. Cái này là sông Sài Gòn đúng không? Sông này là sông Sài Gòn. Trước mặt các bạn là chỗ đỗ thuyền của các đại gia Việt Nam. Trước mặt đây là Landmark 81. Đẹp đúng không các bạn? Đấy. Kia này là Central Park Vinhome. Ở đây có khoảng hơn chục cái chung cư. Và dưới này là bãi cỏ rất là rộng để cho mọi người ra đây ngồi chơi, nói chuyện. Và mình có thể đi bộ hay đi lao ở Hot Hot nhé, ở Việt Nam nhé, dưới Landmark nhé, người ta ngồi đợi nhé. Xong rồi có tiền neo luôn nhé. Hả? Làm neo em. Trời ơi, xịn xò chưa? Làm neo nữa kìa. Dịch vụ làm neo miễn phí nhá. Đúng không? Ăn trong đây được làm neo hả? Đó. Mấy kinh nhá. Được đấy, được đấy, được đấy, được đấy.